các và Hồng Anh rất vui là được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và bà con nông dân trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Mến chúc cho quý vị có một tuần thật là nhiều năng lượng và lao động thật là hăng say và hiệu quả nha. Và kính thưa quý vị và bà con nông dân và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến với những đơn vị luôn uy tín và chất lượng, đó chính là Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Phước phân bón Mặt Trời mới và phân bón Hai Phong đã luôn đồng hành với chúng tôi trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân À, chúng ta biết rằng là du lịch nông thôn đang là một cái xu hướng mà rất là nhiều những cái địa phương đang tập trung triển khai thực hiện đây là một cái hình thức à, chúng ta có thể phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp và đặc biệt là những cái làng nghề văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương để kết hợp làm du lịch đây cũng là cái hướng đi mới mà nhiều tỉnh thành đang hướng đến và bà con nông dân thân mến tại tỉnh Bình Phước của chúng ta thì du lịch nông nghiệp cũng đang được xúc tiến nhằm giúp bà con nông dân nâng cao sức lượng các sản phẩm nông nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị bao trùm và phát triển bền vững và bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này sẽ chuyển đến bà con những nội dung này Còn bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng rồi mời quý vị mời bà con cùng đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin kinh tế nông nghiệp với những tin tức nổi bật trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp các hợp tác xã Bình Phước mong muốn chuyển đổi số một cách hiệu quả. Độc đáo mô hình nuôi cá hồng vĩ Bình Phước giá heo rừng lai ổn định Triển vọng mô hình du lịch nông nghiệp tại Bình Phước Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì chuyển đổi số không chỉ giải quyết được cái bài toán về quản trị hợp tác xã một cách thật là hiệu quả mà còn giảm thiểu công sức lao động, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, thúc đẩy quảng bá và giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả hơn, bền vững hơn. Và kính thưa bà con nông dân, các hợp tác xã mong muốn là cơ chế chính sách thông thoáng, nè, rồi tạo điều kiện thuận lợi tối đa để có thể chuyển đổi số hiệu quả quá trình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã tại bình phước còn nhiều tồn tại bất cập khó khăn và thách thức việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang trong giai đoạn bước đầu nhỏ lẻ manh mún mới chỉ tập trung ở một số khâu như công nghệ tưới tiêu chế biến truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử để giải quyết vấn đề này trong quá trình chuyển đổi số các hợp tác xã trong tỉnh rất cần cơ chế chính sách thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi tối đa để có thể chuyển đổi số hiệu quả về góc độ hợp tác xã thì chúng tôi mong muốn là chính quyền địa phương cũng làm một cái chủ thể quản lý về mặt kinh tế phát triển xã hội chung trong khi đó là hợp tác xã là một cái vai trò phát triển kinh tế góp phần chung cho phát triển kinh tế xã hội mà liên quan đến chính trị thì đối với tôi thì mong muốn là các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các sở ngành sẽ quan tâm và sâu sát hơn nữa và tạo điều kiện những cái cơ chế chính sách rồi tiếp cận nguồn vốn rồi ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là những cái máy móc trang thiết bị để đáp ứng những cái nhu cầu ở chúng tôi sản xuất ra cái số lượng sản phẩm hạt tiêu số lượng lớn để mà đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trong quá trình áp dụng về các chuyển đổi số tại một số tác xã trong tỉnh thì cũng một phần là các tác xã đã thực hiện nhưng như là chưa đồng bộ. Một số tác xã đa số là về thương mại thì họ sẽ là ứng dụng chuyển đổi số là nhiều hơn tỷ lệ mà các hợp tác xã sản xuất. Mong muốn là được các cơ quan sở ban ngành hỗ trợ giúp các hợp tác xã nhiều hơn về mặt là đào tạo của con người và hỗ trợ một phần trang thiết bị để cùng nhau thực hiện và chuyển đổi số. Quý vị và bà con nông dân thân mến, chưa từng có kinh nghiệm và cũng chưa từng được tham khảo mô hình nào ở Bình Phước. Nhưng mà ông Trần Văn Dũng, một nông dân ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốt, đã mạnh dạng đầu tư và thử nghiệm nuôi thành công cá hồng vĩ, một loại cá sở hữu hình dáng độc lạ và vừa có giá trị thương phẩm mà vừa lại là loại cá cảnh được nhiều người chơi rất là yêu thích nữa. Và mô hình nuôi cá hồng vĩ thì đang được rất nhiều người nuôi cá các địa phương khác quan tâm. À, trong phần tiếp theo của bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này thì Hưng các và Hồng Anh mời quý vị và các bạn cùng tham khảo mô hình qua phóng sự sau đây. Cá hồng vĩ là loại cá da trơn có nguồn gốc từ khu vực sông Amazon vùng Nam Mỹ. Đây là loại cá sở hữu ngoại hình đẹp lạ với thân hình thon dài, lưng bẹp và rộng. Miệng có ba cặp râu, tủa ra các phía với tác dụng như một loại giác quan, giúp chúng dễ dàng di chuyển và cảm nhận môi trường xung quanh. Ngoài thân hình đẹp lạ, thịt của cá hồng vĩ cũng được đánh giá là ngon hơn so với các loại cá khác. Thịt nó rất là ngon. Thịt nó so với con cá lăng đuôi đỏ là nó nó 10 cá lăng nó chỉ được 6 thôi. Thịt nó ăn ngon, chắc mà dai hơn con cá lăng đuôi đỏ, ngọt. Theo ông Dũng, loài cá này dễ mắc bệnh ở độ vài tháng tuổi. Khi chúng lớn hơn, sức chống chịu với môi trường khá cao nên rất hiếm khi mắc bệnh. Hơn nữa, đây là loài cá ăn tạp nên không khó nuôi. Khó khăn nhất là vấn đề con giống bởi hiện giống cá này vẫn chưa thể lai tạo ở trong nước mà phải nhập con giống từ nước ngoài cá hồng vĩ vừa có giá trị thương phẩm lại vừa có thể sử dụng để làm cá cảnh. Tuy nhiên mức giá khá cao nên cũng khá kén người mua. Thông thường giá của loại cá này dao động từ 300.000 đến 350.000 đồng một kg. Ông Dũng cho biết thị trường của cá hồng vĩ chủ yếu là ở các thành phố lớn. Do đó, ông đang chuyển hướng sang mô hình câu cá giải trí để thỏa mãn đam mê của những cần thủ muốn chinh phục những loại cá lớn. Để cho khách ta tới người câu chơi vui thôi bây giờ vậy còn cũng chưa có được nhiều mình cũng chưa có tung ra bán để nuôi để, để, coi cái 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 mức độ nó lớn cái 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 lãi nó thế nào mình mới dám nuôi nhiều chứ cái cái đầu ra cũng chưa có thấy ai, ai đặt mua nhiều mình cũng chưa dám nuôi Nuôi cá hồng vĩ không chỉ đơn giản để phát triển kinh tế mà còn trở thành một thú chơi. Cá hồng vĩ càng to càng có giá trị và trọng lượng của loại cá này có thể lên đến 80 kg. Hiện ông Dũng đang nuôi khoảng 200 con cá hồng vĩ với nhiều kích cỡ khác nhau, con nhỏ nhất đạt trọng lượng từ 5 đến 6 kg và con lớn nhất khoảng 25 đến 30 kg. Quý vị và bà con nông dân thân mến tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên lại không mất quá nhiều thời gian chăm sóc, à, mô hình chăn nuôi heo rừng lai đang được nhiều nông dân lựa chọn để có thể phát triển kinh tế gia đình của mình. Và thuận lợi là thời gian gần đây giá heo rừng giống luôn ở mức ổn định mang lại lợi nhuận khá cao cho người chăn nuôi. Giá heo rừng lai hiện đang dao động ở mức từ 1 triệu đồng một con giống cân nặng từ 3 đến 4 kg. Người chăn nuôi cho biết so với heo nhà, heo rừng lai có giá ổn định hơn đối với cả heo thịt và heo giống. Trong đó nuôi heo rừng lai để cung cấp giống được nhiều người lựa chọn hơn bởi thời gian thu hồi vốn nhanh, kỹ thuật chăm sóc lại không quá khó. Heo này thì lớn nhất, con heo mẹ bây giờ hiện tại của nó thì cũng tầm ba mấy 40 kg thôi, là hết cỡ rồi. Nên là đầu năm thì mình cũng có cũng bán được uh, cho bà con người ta mua về người ta quay cúng đầu năm một con như vậy thì mình bán trung bình là 3 triệu một con mình bán theo con thôi chứ cũng không có ký một ký trung bình thì bây giờ ký thì khoảng trăm hai đến trăm ba ngàn một ký nếu thời điểm cao điểm thì 150 trăm năm một ký uh, heo, heo hơi còn heo con khi xuất chuồng ra thì hai uh, tháng rưỡi là khi mình tách bày ra thì mình bán thì con khoảng 1 triệu nói chung là nếu mà điều kiện kinh tế mà anh có thời gian tập trung mình mở rộng cái mô hình này mình thấy cũng có hiệu quả ở thời điểm giá thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay việc tận thu các phế phẩm nông nghiệp có sẵn làm thức ăn cho heo rừng lai giúp người nuôi tiết kiệm được chi phí và mang lại lợi nhuận cao hơn hơn nữa nhu cầu thị trường của heo rừng lai cũng khá tốt nên người nuôi không quá lo lắng cho đầu ra heo rừng lai có ưu điểm là chất lượng thịt tốt năng suất cao ít bệnh tật không kén thức ăn dễ thích nghi với điều kiện sống vì vậy ngày càng có nhiều hộ gia đình mạnh dạng đầu tư phát triển kinh tế mở rộng diện tích chuồng trại tăng quy mô chăn nuôi Thưa quý vị, thưa bà con, Bình Phước là một trong những tỉnh có diện tích hồ tiêu lớn nhất cả nước với hơn 13.800 ha. Mùa tiêu hàng năm thì thu hút một cái lượng lớn người lao động ở các vùng để về với Bình Phước để có thể tìm được công ăn việc làm và lao động ngoài tỉnh cũng đến đây trong cái mùa vụ thu hoạch tiêu hàng năm. Và kính thưa bà con nông dân, năm nay thì tiêu mất mùa, mất giá, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng tiêu, thiệt hại về kinh tế của địa phương mà người lao động thời vụ cũng bị tác động hơn 15 năm qua, mùa tiêu nào, bà Nguyễn Thị Tỏ ở ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đều kiếm được một ít vốn kha khá để trang trải cuộc sống nhờ công việc hái tiêu. Mọi năm, nhân công hái tiêu khang hiếm nên bà chọn vườn tiêu đẹp năng suất cao và được chủ vườn trả công cao hơn để làm. Ngược lại, dù mùa năm nay, bà Tỏ cũng như nhiều lao động hái tiêu khác phải rất khó khăn mới có chủ vườn nhận vào làm. Bên chủ công nhân nhận sự uh, nghiệp, á, nó cũng thất nghiệp đi về nhiều rồi dẫn còn mụ thì nghỉ ra đây là chúng bọn tôi giờ đi xin việc khó lắm chỉ có lừa chọn ai mà thân biết quen nhau mới xin được việc thôi như mọi năm tiêu trúng mùa thì các chủ tiêu phải đỏ mắt tìm kiếm lao động hái tiêu thậm chí nhiều vườn tiêu chính rụng đầy gốc nhưng không tìm được người thu hái dù mùa năm ngoái, giá công hái tiêu trung bình khoảng 250.000 đồng một người một ngày. Năm nay, giảm xuống chỉ còn 200.000 đồng một người một ngày. Người làm thuê vẫn không thể tìm kiếm được việc làm. Năm nay không dịch bệnh, nhưng mà nhờ dân công lại rẻ hơn cái năm ngoái về dịch bệnh. Các thứ là không có nhân công, mà năm nay tiêu không có nhân công thì dư giả. Thế đâm là người nông dân chúng tôi rất khổ và người đi hái mướn cũng khổ vì kiếm việc không có mà tiêu đâu có đâu mà hái. Thưa quý vị và bà con nông dân, du lịch nông nghiệp là một trong các loại hình du lịch à, cộng đồng mới lạ gắn với vùng canh tác và sản xuất nông nghiệp và các hoạt động của bà con nông dân của chúng ta. Và du lịch nông nghiệp thì mang lại rất là nhiều những cái giá trị to lớn để giúp phát triển quảng bá du lịch địa phương, nâng cao cái giá trị cho bà con nông dân, giải quyết đầu ra của nông dân, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại nông nghiệp và đón đầu xu hướng này thì Bình Phước cũng đang nỗ lực tận dụng những cái vẻ đẹp của các trang trại, các hợp tác xã trên địa bàn để có thể làm phong phú thêm những cái sản phẩm du lịch của địa phương. Là tỉnh chuyển tiếp giữa hai khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, ngoài lợi thế du lịch về nguồn, Bình Phước cũng là dùng đất bán sơn địa có rừng, hồ thác và nhiều trang trại, hợp tác xã, phù hợp cho đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 100 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với làm du lịch, các khu dân cư du lịch. Song song đó, hợp tác xã nông nghiệp, du lịch, các điểm homestay ở nông thôn cũng đã xuất hiện và đây là điểm thuận lợi để ngành du lịch Bình Phước xây dựng để phát huy lợi thế này. Tận dùng không cảnh nên thơ ở một thung lũng nhỏ thuộc thôn Khắc Khoang, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Chủ nhân của nông trang sinh thái Khắc Khoang đã thiết kế khu vườn thành một điểm check-in vô cùng thú vị với kiến trúc chủ đạo dựa trên ngôi nhà truyền thống của đồng bào Mông thuộc các tỉnh ở miền núi phía Bắc. Từ trên cao, du khách choáng ngợp bởi vẻ đẹp hữu tình nên thơ với cánh đồng lúa xanh mướt. Lạc bước vào khung cảnh bình dị và mộc mạc nơi đây, sẽ cảm thấy bình yên biết bao, rũ bỏ muộn phiền, đắm say cùng thiên nhiên mộc mạc. Thì em cũng mong muốn là làm sao để cho nó nó thiên nhiên nhất với lại là nó gần gũi nhất với lại cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Nếu mà mọi người mà mà có cái nhu cầu nhiều thì mình sẽ làm cái dịch vụ cho nó tốt hơn. Là mình mình sẽ làm dịch vụ để phục vụ cho mọi người. Sự phát triển của loại hình du lịch nông nghiệp còn giúp tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời giúp duy trì quảng bá văn hóa và đời sống nông thôn là một người khách du lịch đến với Bình Phước. Tôi thấy rằng là người nông dân họ không phải chỉ là chăm sóc cây, cây chăm sóc đất đai của mình mà họ họ còn kể cho chúng tôi nghe lịch sử văn hóa của quê hương mình và bản thân là một người nông dân nhưng họ là những những hướng dẫn viên du lịch và tôi thấy rằng là đây Bình Phước thì rất chân thành và và gần gũi. Du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng đang là một xu hướng mới thu hút sự quan tâm trải nghiệm của du khách cả nội địa và quốc tế. Vấn đề là liên kết với hai ngành du lịch và nông nghiệp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nông dân phát huy chuỗi giá trị nông nghiệp nông thôn để trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng độc đáo, đón đầu xu hướng du lịch tiềm năng này. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Bình Phước cũng đang triển khai các bước để hiện thực hóa mô hình du lịch nông nghiệp một cái điều mà chúng tôi hướng đến là khi có những kiến thức cần thiết thì các chủ nông trại hoặc các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ bên cạnh việc xây dựng phát triển hoàn thiện dần mô hình nông nghiệp của mình thì cũng sẽ ráp mí với lại các công ty du lịch để mở ra những điểm du lịch thu hút du khách gần xa đến để tham quan trải nghiệm trong chiến lược phát triển du lịch việt nam du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp nông thôn là một trong những dòng sản phẩm chủ đạo nhiều sản phẩm từ loại hình du lịch này đã dần được định danh và thu hút lớn lượng du khách nhất là khách quốc tế hy vọng rằng bình phước sẽ tận dụng cơ hội này để biến tiềm năng thành hiện thực và đây cũng là phương thức giúp nâng cao giá trị kinh tế cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Thưa quý vị, lợi thế của Bình Phước là hệ thống trang trại rất là bài bản và trải dài trên khắp tất cả các địa phương. Và nếu tận dụng mô hình du lịch nông nghiệp thì Bình Phước sẽ có một cái lợi ích kép, khi vừa có thêm một phân khúc tiềm năng cho du lịch, vừa có thể giúp cho bà con nông dân của chúng ta có thêm nhiều nguồn thu nhập chính đáng và chúng tôi hy vọng rằng mô hình du lịch nông nghiệp sẽ sớm được đánh thức trong tương lai gần. Và quý vị và bà con nông dân thân mến đến đây thì thời lượng dành cho bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay của chúng tôi cũng đã khép lại. Và chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc thì bà con có thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại sau đây 02713 888 130. Ban biên tập chương trình sẽ tiếp nhận và thông tin nhanh cho quý vị và bà con được rõ. Trước khi chào tạm biệt thì các và Hồng Anh xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến phân bón Mặt Trời mới, phân bón Hải Phòng và Liên minh hợp tác xã đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.